Rồi, xin chào anh chị. Hôm nay em đến đây muốn giới thiệu đến cho anh chị một lô đất đường đường Phú Quế nha, ấp Phú Quế, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Miếng đất khu vực này nè anh chị, khu vực này rất là đông nhà luôn, vô hẻm. Đặc biệt miếng đất này là vô hẻm tám có 8 tấc thôi nha anh chị. Lát em đi bộ vào cái hẻm cho anh chị xem. Đây là cái hẻm em muốn giới thiệu đến cho anh chị nè. Lô đất này có 300 triệu anh chị. Rồi đi cho. Lô đất này 300 triệu mà bề ngang gần 8 mét nha, bề sâu vô 39 mét. 39 mét mấy á. Là tổng diện tích của lô đất này là 300 mét vuông nha. Chủ kêu bán 300 triệu không thương lượng. Rồi đây em chuẩn bị vô lô đất nè. Đất này đất cây lâu năm nha anh chị. Đường nè, đường đi chung. Đường đi chung không phải đi riêng nha anh chị. Nó không có hiển thị trên trên cuốn sổ, nhưng mà cái đường này á, là bà con đi ngày xưa tới giờ đi vô nhà người ta đó anh chị. Đây cái lô đất này nè. Lô đất cắm cây này nè anh chị, cắm cọc nè. Cái cây này nè anh chị. Cái cây này nè. Đi tới chỗ này nè anh chị. Đây có cây sắt đây nè anh chị. Đó. Cây sắt chỗ này nè. Anh chị thấy không? Để em quay rõ lại nha. Cây sắt nè, đó. Bề ngang là gần 8 mét nha anh chị. Thẳng ra phía sau luôn. Để em lấy em đi ra phía sau cho anh chị xem nha. Phía sau là còn 6 mét mấy thôi nha anh chị. Bề sâu vô là 39 mét mấy. Là tổng diện tích là 300 mét vuông nha, 300 mét vuông lẻ 6, 300 mét vuông lẻ 6 đó. Con đường từ ngoài đường đi vô đây chắc cỡ tầm 50 mét đó anh chị, từ ngoài đi vô cả tầm 50 mét đó. Bây giờ em bắt đầu đi ra cái miếng đất này nha. Miếng đất này nó có dính cái đè nó anh chị, đi ngang cái đè, anh chị nào về có thể sang lắp lại cái đè một chút xíu. Bề ngang của đất mình thì chỉ có 7 mét thôi, hơn 7 mét chút xíu thôi, nên lắp chắc cũng cũng ít tiền anh chị. Đây đã tới cái cọc, mấy cái cọc nhỏ đơn sơ này nè anh chị, cọc nhỏ này qua tới bên đây đó, qua tới cọc bên đây. Đây ra tới tới ngoài trước anh chị, tên bé đang đứng ngoài trước anh chị. Em nhắc lại cái địa chỉ nha, địa chỉ là ấp Phú Quế, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, ngang 78, dài 39 mét rưỡi, tổng diện tích có là 300 mét vuông nha anh chị. Tất cả đất là đất cây lâu năm, hướng 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 đông nha anh chị. Cái này là hướng đông, cách thị xã Gò Công là 4 km, cách cách tỉnh lộ 872 là 2 km nha anh chị. Đường đan này 8 tấc thôi. Hồi nãy em có đi đi vô cho anh chị xem đó. Cách con đường nhựa cả tầm 50 mét. Anh chị nào có thể
mua về là về mình có thể mình cất nhà mình nghỉ dưỡng anh chị, cất nhà nghỉ dưỡng rồi cho con em ra riêng đồ cũng được. Chỗ này cách thành phố là 65 cây số. Đường này thì vô nhà người ta anh chị, vô tới đường trỏng là đường cùng rồi. Ở khu vực ở ngoài trước á, thì nhà khá là đông luôn. Em nhắc lại nha, ấp Phú Quế, xã Yên Luân, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, ngang 7m8, dài 39m rưỡi, tổng diện tích là 300m2, hướng đông nha anh chị. Đây, toàn bộ là đất cây lâu năm, cách thị xã là 4 km, cách tỉnh lộ 872 là 2 km, cách thành phố cả tầm 60 tới 65 cây anh chị. Đường ra 8 tắc. Hiện tại là ở đây cây này nó người ta đang cắm cọc rất là đơn sơ anh chị. Nãy em có hỏi mấy người khu vực này rồi, con đường này là đường bà con đi ngày xưa tới bây giờ, tuy nó không có hiển thị trên cuốn sổ nhưng mà đường này là đường công cộng của ngày xưa bà con đi tới giờ nha anh chị. Anh chị em mua đừng có lo về vấn đề mà đường đi đường xá gì hết á. Rồi, em đến đây em xin kết thúc cái video nha. Chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em.